Đời xưa gặm việc nay, ai người truy kỷ ai là ai? Tái sanh chọn lựa hiền thảo, kính thưa cùng toàn thể quý quan khách và chư quý đồng đạo, từ vô hỷ đến nay, chúng sanh do vô minh đã quay lộn trong vòng luân hồi sanh tử. Động mối từ tâm của đấng giác ngộ, Đức Thầy đã lâm phàm và cảnh tỉnh chúng ta. Ngài cho biết, nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi xáo nẻo khôn lần bước ra. Vậy, giữa biển luân hồi đầy khốn khổ, chúng ta phải làm sao để vượt khốn? Và trong chương trình thiết giảng, kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 83 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời chư quý vị cùng nghe qua đề tài Muốn Khốt Luân Hồi qua phần trình bày của giáo lý viên Phan Chí Tâm. Xin được trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa An của huyện Chợ Mới, kính thưa quý vị thiền hữu tri thức, quý vị thân hào nhân sĩ, kính thưa quý nhà mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm lần thứ 83 năm ngày Đức Tôn Sư kính yêu khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, 18 tháng 5 năm Nhâm Dần 2022. Và đêm nay là đêm 17 tháng 5, giờ này toàn thể trong đạo chúng ta trên dưới hơn 20 tỉnh thành, trên dưới hơn 400 ban trị sự cơ sở, cũng như nơi trung tâm điểm An Hòa Tự và Tổ Đình của Đức Tôn Sư kính yêu đang nô nức đón mừng ngày lễ trọng của đạo. Và hôm nay chúng tôi cũng được nhân viên trở dời ban trị sự xã Hòa An một lần nữa để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ lại lời châu ngọc của Tổ Thầy. Vậy lời nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì buổi tối hôm nay chúng tôi được về đây, dù rằng về đây rất là nhiều lần, nhưng mà về vào đêm 17 như thế này thì đêm nay cũng là cái lần đầu tiên trong cái ngày đại lễ khai sáng đạo. Điều mà chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi khi thấy bà con khắp nơi trong và ngoài địa phương, dù rằng chỉ một xã Hòa An, bởi giờ này thì mỗi xã chúng ta đều có tổ chức ban trị sự. Tuy nhiên thì nơi đây quý vị, quý đồng đạo xa gần trong địa phương trở về đây hết sức là đông đúc. Mà phải nói rõ là với một cái không khí nhộn nhịp như thế này làm cho chúng tôi hết sức là ngỡ ngàng và vui mừng, cũng hết sức là kính cảm ơn quý đồng đạo đã đến đây để cùng với ban tổ chức, hiệp cho ban tổ chức và chúng tôi, thứ nhất là chúng ta dự cái ngày lễ trọng của đạo, và tiếp theo đó thì mình có cái phần sinh hoạt giáo lý trong ngày hôm nay tại cái mái đạo tràng này thì không biết nói sâu hơn. Do đó cho nên thì chúng tôi cũng xin nguyện đem hết cái sự hiểu biết của mình để chia sẻ với quý đồng đạo, với những cái thâm tình cao quý của quý vị ở trong ban trị sự, quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo ở nơi đây và tất cả đồng đạo xa gần
À, trên dưới giờ này tôi nhìn thì có khoảng gần cả ngàn người đến đây để dự lễ và đón cái ngày lễ trọng của đạo. Theo sự phân công của Ban Phụ Truyền Giáo Lý Ban Trị Sự Trung ương thì hôm nay chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị, chúng ta sẽ chia sẻ qua một cái chuyên đề muốn thoát luân hồi. Vừa rồi thì dự xuống ngôn viên đồng đạo Hảo cũng đã có nhắc lại. Vậy thì đây là một cái chuyên đề mà theo chúng tôi nghĩ rằng rất là cần thiết đối với tất cả chúng ta. Bởi vì giờ này mình là cái người học Phật, khi có một cái sự tín ngưỡng tâm linh thì chúng ta cần cũng phải hiểu được cái sự luân hồi như thế nào. Cho nên trong chuyên đề ngày hôm nay thì yếu tố đầu tiên là chúng tôi sẽ trình bày về khái niệm về cái từ ngữ luân hồi, một thuật ngữ chuyên dùng trong Phật giáo. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ trình bày cái sự luân hồi ở trong cuộc sống thực tế. Và cái thứ ba là ngày giờ này gieo nhân gì để chúng ta rơi vào lục đạo luân hồi. Có nghĩa là chúng ta gieo nhân gì mà để rơi vào địa ngục, rơi vào ngạ quỷ, rơi vào súc sanh, được làm người, được làm Atula, được về cõi trời. Và luôn tiện chúng tôi cũng trình bày thêm về bốn cái phương pháp tu hành để chúng ta đi vào lộ trình giải thoát. Và cái cuối cùng là cái phần chính yếu nhất là giờ này căn cứ lời Đức Thầy, mình tu phương pháp nào để chúng ta thoát được nẻo luân hồi, về đến nơi cõi Phật. Đúng như lời Thầy dạy là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Thì đó là toàn bộ nội dung mà hôm nay chúng tôi sẽ gặp gỡ chia sẻ với quý đồng đạo. Luân hồi tức là chỉ cho một cái bánh xe xoay tròn. Ý muốn nói rằng kiếp sống con người chúng ta cũng như một cái bánh xe xoay tròn. Mình chết đi là chúng ta tạm dừng một quá trình, rồi tiếp tục chúng ta đi thế. Cứ như thế mà tương tục hoài hoài, tương tục mãi mãi trong một đời sống con người. Khi sanh làm trời, lúc đọa địa ngục. Khi sanh làm thân quỷ đói, lúc đọa súc sanh. Khi sanh làm người, lúc thì đọa thành Atula, thì vân vân. Thì đó là một cái sự xoay chuyển mãi trong sáu nẻo luân hồi mà con người chúng ta thì không thể nào thoát ra được. Cho nên khái niệm này thì chúng tôi đã nói rồi, đây là một thuật ngữ của Phật giáo và đây cũng là thuật ngữ của đạo Phật giáo Hảo chúng ta. Còn nếu như đối với cuộc sống đời thường, cái người mà không tín ngưỡng tâm linh thì mình dùng cái thuật ngữ này đôi khi người ta không có hiểu, hoặc giả là người ta không tin tưởng vào thần Phật thì người ta sẽ không có chấp nhận với cái cách trình bày của chúng ta theo lời Phật dạy. Cho nên thì đối với cuộc sống của một con người bình diện thì họ cứ nghĩ rằng sống là còn tranh đấu, mà chết là hết, không có kiếp sau, không có linh hồn, không có tội, có phước, có vía, có hồn, cũng không có luân hồi quả báo. Mà Đức Thầy đã diễn luận cho chúng ta biết rằng trong cái phần của hành trạng của tức là tà tinh tấn thì Thầy đã dạy rất rõ. Như vậy thì cái người chưa học Phật thì gần như người ta không chấp nhận được. Ta nghĩ rằng cuộc đời ngắn ngủi trong một kiếp sống con người, còn thở là còn cuộc đời, tắt thở là hết cuộc đời. Còn riêng những người học Phật như chúng ta, theo lời Đức Phật dạy, lời Đức Thầy dạy, thì khi chúng ta chết giống như mình tạm ngừng một thời gian để chúng ta về qua một thế giới khác, cũng như chúng ta về một căn nhà khác ở mà thôi. Mỗi lần mình chết đi là chúng ta thay đổi căn nhà. Nếu như trong cuộc sống mình tạo được nhiều tiền, tích lũy được về công đức thì có thể căn nhà sau nó cao hơn căn nhà trước, nó tốt đẹp hơn căn nhà trước. Còn nếu ngược lại mà chúng ta không tích lũy nhiều tiền, ý muốn nói là không có công đức, thì căn nhà sau nó phải nhỏ hơn căn nhà trước. Và cái sự khổ thì nó kéo dài từ kiếp này đến kiếp khác. Kính thưa đồng đạo thì không khác. Cho nên Đức Thầy mới khẳng định rằng đó, trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp, mà Thầy giải rất rõ trong bài Lời Phiên Bổn Đạo. Do đó cho nên hôm nay chúng ta phải, khi đến đạo Phật, mình phải hiểu rằng mỗi cái sự việc trên đời này nó đều có một cái sự luân hồi. Xác thân chúng ta cũng vậy, và các cái hiện trạng cũng vậy. Giờ này quý đồng đạo đã hiểu theo lời Đức Thầy cũng như là Đức Phật, thì cái thân của mình thì hoàn toàn do tứ đại đất nước gió lửa hiệp thành. Như vậy thì qua cái phần thứ hai này chúng ta có thể tìm hiểu thêm đất nước gió lửa có luân hồi hay không. Thì xin thưa là có quý vị ạ, là có. Bởi vì giờ này chúng ta điển hình như đất đi, tức là địa đại. Thì khi mình dùng đất rồi mình nung lại thành một cái nồi, thành một viên gạch, thành một miếng ngói, thì lúc bấy giờ nó đã có sự luân hồi rồi. Từ một cục đất mà có thể chúng ta nắn ra mọi cái thứ khác và cộng với lửa thì thành một cái vật đó, giả sử như thành một cục gạch, thành một viên ngói, thì chúng ta xài một thời gian
thì viên ngói này nó sẽ rã ra, cục gạch kia nó sẽ không còn. Nhưng mà mắt thường mình thấy viên ngói nó rã ra, cục gạch nó không còn. Tuy nhiên đó là sự luân hồi. Thì cái viên ngói ấy nó rã ra thì nó cũng trở lại dưới đất thôi. Hoặc là cái nồi cũng vậy, khi mà nó bể ra thì nó hoàn dưới đất thôi. Rồi từ đó chúng ta thấy có một sự luân hồi rất là nhiều ở trong cuộc sống. Cho nên thì đối với địa đại, tức là cái đại thứ nhất trong tứ đại là đã có luân hồi rồi. Rồi cái thứ hai là thủy đại cũng vậy, nước cũng có sự luân hồi. Khi mà nước mà gặp nắng đó thì nước này sẽ bốc lên thành mây, và khi mây mà gặp tuyết lạnh thì nó đổ thành mưa. Khi nước gặp lạnh thì sẽ đóng thành băng tuyết, và khi băng tuyết này gặp nhiệt độ cao thì băng tuyết rã, tức là nó sẽ hóa ra thành nước. Cho nên chúng ta thấy rằng có một cái sự luân hồi rất là rõ ràng trong đối trong nước. Vì vậy cho nên một cái chỗ nào mà nó chuẩn hơn thì nước tự nhiên nó dẫn đến, nó mọi đến, thì điều đó mình thấy rất rõ rồi. Như vậy thì ngoài phong đại và thủy đại có luân hồi, rồi quả đại tức là lửa cũng có luân hồi. Nhiều khi chúng ta bật cái diêm que lên, bật hoặc quẹt lên là mình không thấy lửa, nhưng mà khi chúng ta bật lên tự nhiên trong không gian này là sẽ lửa nó cháy à. Tức là do cái sự tương tác đủ duyên với nhau. Mà ông cha ta ngày xưa cũng vậy, nhiều khi lấy hai cục đá khỏ với nhau thì sẽ mồi được lửa, và làm cái đó, dùng lửa đó để phục vụ cho cuộc sống. Cho nên thì mình nhìn lửa đi, lửa từ đâu sanh ra và lửa biến đi từ đâu, thì xin thưa rằng lửa từ không khí sanh ra và lửa biến vào không khí. Cho nên thì đó là một cái sự luân hồi của lửa. Khi nó thuận duyên, nó gặp nhiều cái chất bổi thì lửa này cháy nhiều, và khi nghịch duyên thì lửa này cháy ít, và khi gặp gió thì lửa nó tắt. Đó là một cái sự luân hồi rất rõ ràng ở trong lửa. Và luôn cả cái hơi thở, khí thở cũng vậy. Trong một cái phong đại, tức là gió, thì nó cũng có một sự luân hồi. Cho nên cái sự luân hồi của gió thì gần như chúng ta không hình dung được rồi. Chỉ cần một cái vật thể gì đó mà nó có được một cái dung tích thì trong đó nó có không khí và nó có gió thôi. Nhiều khi gặp giông thì gió nó thổi mạnh, bắt cái quạt lên thì gió thổi mạnh. Mà khi mà chúng ta tắt cái quạt, chúng ta không có giông gió thì ông trời đứng yên. Thì đó là một cái sự luân hồi hết sức rõ rệt đối với gió. Vì vậy cho nên tứ đại gió lửa, bốn cái đại này nó đều có sự luân hồi. Cho nên con người chúng ta do bốn cái này nó tạo thành cái thân này, thì đương nhiên thân này nó cũng thay đổi. Tôi chưa nói đến vấn đề chúng ta chết. Quý vị thử hình dung lại, khi chúng ta sống chúng ta thấy nó cũng có một cái sự thay đổi gì à? Một tấm hình chúng ta chụp còn trẻ, và khi một tấm hình mà chúng ta chụp lúc lớn thì hai cái này nó hoàn toàn khác nhau rồi, rất là rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Và chẳng những thân chúng ta nó có một sự luân hồi, mà luôn tâm chúng ta nó cũng có sự luân hồi nữa. Mà Đức Phật dạy tâm chúng ta là gọi là tâm viên ý mã. Tâm chúng ta như con ngựa rong đồng nội, như con khỉ truyền cành vậy à. Cho nên tâm mình luân hồi còn ghê nữa đồng đạo. Phút này chúng ta nghĩ thiện, mà phút sau chúng ta nghĩ ác à. Cái tâm chúng ta nó không trung thành với mình đâu. Nhiều khi lúc mà mình vừa nghe một bài giảng, vừa đọc một đoạn giảng thầy, vừa nghe ai nhắc nhở những cái lời lành gì đó, thì gần như lòng của mình nó lân lân muốn tu à. Nhưng mà khi qua khỏi cái khoảnh khắc đó rồi thì xin thưa là nó khác. Cho nên tâm chúng ta nó luân hồi lắm. Lúc thì nó cười vui lắm, mà lúc người ta nói đụng mình một cái gì đó thì lúc bây giờ mình nổi cáo lên à, mình giận hờn lên à, phải không đồng đạo? Cho nên cái tâm mình nó còn luân hồi còn hơn cái thân bên ngoài nữa. Là khi chúng ta để ý rồi thì mình thấy rằng trong tâm mình nó không định yên một chỗ. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy chúng ta đó, tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Chỉ cần người tu chúng ta giữ được cái tâm của mình đừng cho chao đảo thì chúng ta thoát khỏi sự luân hồi thôi. Nếu mình giữ cái tâm một trạng thái như như bất động đó, mà Thầy dạy là giữ tấm lòng bất động như như đó, cho hồn linh yên lặng an cư đó, thì như vậy thì đây là trạng thái gần như chúng ta giữ đứng lại không cho luân hồi. Cho nên thì chúng tôi muốn nói như vậy để mình thấy rất rõ rằng ở trên cái quả địa cầu này, dù rằng vật thể, dầu rằng phi vật thể, nhưng mà tất cả đều có một cái sự luân hồi. Đúng, luôn cả một cái sợi tóc, luôn cả một cái vật thể nhỏ, đôi khi chúng ta thấy nó mất, nhưng kỳ thật nó không mất. Nó tồn tại trong không gian, nó luân hồi thành một cái vật khác thôi. Trừ khi đến một cái ngày tiêu diệt toàn bộ theo một định lý thành trụ quải không, sanh trụ dị diệt, thì cái quả địa cầu này nó biến mất. Thì đó là theo định lý, nhưng mà thật ra nó không biến mất. Nó biến mất quả địa cầu này thì nó cũng tạo thành một quả địa cầu khác thôi. Thí dụ tôi nói nôm na, nó biến mất quả địa cầu hạ quân hạ thì nó sẽ nổi lên một địa cầu thượng quân thượng. Thì như vậy thì quả địa cầu cái lớn nhất mà cái chúng ta đang ở đây thì xin thưa rằng nó cũng có một sự luân hồi, chứ không phải là tự nhiên nó biến mất. Và theo cách nhìn của Đức Phật về thế giới quan, về nhân sinh quan, thì Đức Phật đã nói rồi,
sống chung quanh chúng ta ở có hàng hà sa số quả địa cầu. Mà ngày xưa cách đây hơn 2.500 năm Đức Phật nói thì nhiều khi người ta không có tin. Bởi vì lúc bây giờ khoa học không có tin, về vi vật biện chứng thì không có tin. Nhưng ngay giờ này, khi mà các nhà thám hiểm, khi mà đưa con người ra khỏi hành tinh rồi nhìn lại quả địa cầu chúng ta ở, thì rõ ràng như là Đức Phật vậy. Có nghĩa rằng trên cái quả địa cầu chúng ta ở có hàng hà sa số quả địa cầu, có rất nhiều quả địa cầu, mà giờ này khoa học đã chứng minh điều đó, đã chất thật cái điều đó theo lời Đức Phật dạy ngày xưa. Và hơn thế nữa, Đức Phật dạy rất rõ, có một quả địa cầu này ngày nay mới tạo thành thì ngày mai lại có quả địa cầu kia bị tiêu diệt, bởi nó quá nhiều rồi. Nó giống như các cái tế bào trong cơ thể chúng ta như vậy, một ngày như vậy nó phải chết trên dưới là phải nói rõ là đến 7 tỷ cái tế bào. Một giây trôi qua chúng ta phải bị chết đi là trên dưới 3,8 triệu tế bào để nó tái tạo tạo một cái tế bào mới. Thì cái quả địa cầu chúng ta cũng vậy, nó cũng có một sự luân hồi như vậy. Mà Đức Thầy dạy rằng rất rõ, Đức Thầy cho chúng ta biết rằng họ không hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế còn có một cái thế giới khác, tức là còn có một cái nơi bất sanh bất diệt. Thì đây là Đức Thầy muốn nói đến những cái thế giới khác, tức là ngoài cõi người ra thì còn các cái cõi khác mà đại để là các cái cõi giải thoát. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét về cái định lý luân hồi để chúng ta chứng minh được rằng mỗi cuộc đời này, mỗi vật thể trên đời này nó đều có một sự thay đổi. Con người chúng ta cũng vậy. Cho nên Đức Phật và Đức Thầy dạy thì xin thưa rằng không sai, kính thưa đồng đạo. Và cái quan trọng hơn thì mỗi cái đời sống con người, mỗi cá nhân thì giàu sớm hay giàu muộn, lành hay dữ, thì chúng ta cũng đi theo 6 cái vòng, tức là cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thì đây là 6 con đường mà Đức Thầy cho biết đây là 6 cõi, tức là 6 đường ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là trong 3 cõi 6 đường. Như vậy thì ngày giờ này chúng sanh sống ở trong cõi đời này gieo những cái nhân gì, làm những cái điều ác gì mà rơi vào 6 con đường này? Thì theo tôi nghĩ rằng điều này chúng ta cần phải hiểu, nhất là theo lời Đức Thầy. Bởi vì nhiều khi chúng ta không hiểu, mình nghe cảnh địa ngục mình rất sợ, mình nghe cảnh súc sanh mình rất sợ, mình thấy hình ngạ quỷ mình rất sợ. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta sợ mà mình không tìm cách thoát ra được thì mình vẫn có ngày rơi vào đó thôi. Mà Đức Thầy dạy là chuyển luân trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dại dột. Nếu như cảnh sống chúng ta ngày giờ này mình không tu hành, mình không sáng suốt đó, thì coi chừng mai mốt kia chúng ta rất là tệ nếu rơi vào 3 con đường ác. Cho nên theo tôi nghĩ rằng trong cái thuyết luân hồi này ngày hôm nay, cái quan trọng là chúng ta cũng cần hiểu được rằng con người làm cái gì mà rơi vào tam ác đạo, con người làm cái gì mà rơi vào tam thiện đạo, và đồng thời chúng ta làm cái gì để thoát khỏi vấn đề luân hồi, để đi ra khỏi 6 nẻo luân hồi. Bởi vì trước mắt chúng ta, như chúng tôi cũng thường có nói, trước mắt chúng ta có 10 cái cửa, có 10 cái con đường để chúng ta đi. Khi mình sống thì mình không quan tâm đến điều đó, nhưng mà cái ngày chúng ta hấp hối, lúc chúng ta mạng chung, lúc mà gần hấp hối, tâm thần sao xác đó, trí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần đến phút lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước đó. Thì khi mà chúng ta giả cõi tạm theo đường tội phước đó, thì mình sẽ đi vào 10 cái cửa, 10 con đường. Và 10 con đường này theo nhà Phật gọi là tứ thánh và lục phàm. Nếu rơi vào tứ thánh là chúng ta thoát luân hồi, tức là khi sanh làm Phật, làm Bồ Tát, làm duyên giác, làm thinh văn, thì đây 4 con đường này gọi là tứ thánh. Mà khi con người mà sinh rào, khi mạng chung rồi mà sinh vào 4 con đường này là chúng ta không còn luân hồi. Và còn lại 6 cửa trời người A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thì 6 cửa này là 6 cửa trong luân hồi. Cho nên thì quý vị nên nhớ rằng khi mà chúng ta bỏ xác này rồi thì cái thần thức của mình nó sẽ cuốn theo cái định nghiệp. Cái định nghiệp là cái hàng ngày chúng ta gây tạo, những cái việc làm, những lời nói, những hành động, cái kiếp sống con người chúng ta nó sẽ dệt thành nghiệp. Và khi mà chúng ta mạng chung rồi đó, thì lúc bây giờ cái thần thức mình nó sẽ theo cái nghiệp này mà đi vào 10 cái con đường mà chúng tôi vừa nói. Cho nên cái con đường thấp nhất là con đường địa ngục. Nếu như một chúng sanh ở trong cõi đời này mà phạm vào cái tội ngũ nghịch, ngũ nghịch là 5 cái tội nặng nhất. Nếu nói về cái khái niệm Phật giáo thì 5 cái tội này, một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết A-la-hán, bốn là làm cho Phật chảy máu, và năm là phá hoại tăng đoàn. Như vậy thì trong cái đời sống thường nhật mà chỉ cần chúng ta rơi vào các cái nghiệp lực này, rơi vào 5 cái điều ác này, gọi là 5 cái tội ngũ nghịch này, thì người này khi mạng chung sẽ đọa địa ngục.
Cho nên những cái hình ảnh ở các chùa mà ghi về thập điện địa ngục, mười cửa ngục đó, hoặc là cảnh ngạo quỷ đó, thì dầu rằng hình ảnh này nó không thật, nhưng nó cũng phô diễn được một số yếu tố của các cái cõi cảnh giới ác như vậy. Vậy thì ở cõi đời này, nếu mà nói về tội ngũ nghịch đó, thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta có thể mình thoát được hai, mình chỉ còn có ba. Hai là gì? Bởi vì thời kỳ này không gặp được A-la-hán, cho nên cái tội mà giết A-la-hán là chúng ta không phạm rồi, bởi có A-la-hán đâu mình giết. Cái thứ hai nữa là Đức Phật giờ này, Đức Thầy chúng ta cũng đã là Ngài đã gần như xa cách bổn đạo rồi, Ngài tạm thời vắng mặt rồi, giờ này cũng không còn có Phật để chúng ta lại Phật chảy máu. Nhưng mà ba cái điều còn lại rất là dễ vi phạm. Một là giết cha giết mẹ, thì nhiều khi đồng đạo chúng ta nóng tánh nổi lên, hoặc đã là những người trong cuộc đời này khi mà sân nộ, bởi vì tánh sân nộ thường làm bạo ngược đó, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ tràn đó, mới có cuộc tranh tài đấu lực đó. Thì khi mà chúng ta nóng lên thì Thầy cho biết rằng nó tỉ như con cọp giữ trong rừng. Mà hàng ngày báo đài cũng thường đưa tin khi một con người nóng giận lên thì có thể họ giết cha giết mẹ của họ đó. Mà Thầy đã nhắc nhở rồi, cũng hiếm lúc con còn giết mẹ mà, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Như vậy thì những người nào sống trong cõi đời này mà phạm vào tội giết cha giết mẹ, không dòng không dằn được cái cơn nóng giận, thì cái người này là bảo đảm quý vị, người này khi mạng chung thì người này sẽ đọa vào địa ngục. Trừ khi người này tu hành, cải hối ăn năn, làm lành nhiều lắm thì quả chăng có thể giảm một phần nào đó thôi, chứ cũng khó có thể thoát được địa ngục quý vị ạ. Đây là cái tội nặng nhất đó. Và thứ hai nữa, cái thứ ba nữa chúng tôi muốn nói đây là phá hoại tăng đoàn. Cái vấn đề phá hoại tăng đoàn này, nhiều khi chúng ta bất cẩn rồi mình đã rơi vào chỗ này. Phá hoại tăng đoàn là gì? Tức là mình có những cái tư tưởng, những ý tưởng gần như là nó ngược với người tu, gần như làm cho cái người tu mất giá trị, làm cho đạo mất giá trị, làm cho đạo không phát triển. Thì rõ ràng đây là những cái tội ngũ nghịch chứ còn gì nữa. Mà chúng tôi cũng thường nói, nhất là những anh em đồng đạo chúng ta, với một cái hiểu gần như là nó có giới hạn, cho nên lại vội vàng bàn cái việc thiên cơ thời cuộc trong những, tức là trong khi dịch bệnh đến giờ, thì quý vị biết rồi đó. Vậy thì những người bàn thiên cơ thời cuộc này, đồng đạo này, thật ra là ý tốt, muốn dọa cho đồng đạo chúng ta tu thôi, muốn rung cây nhát khỉ cho người ta tu. Nhưng mà rung cây nhát khỉ cái kiểu này nó sẽ phản lại, tác dụng phụ quá lớn. Nhưng mà khi ngày qua tháng lại không có gì, người ta không sợ. Mà nếu như đồng đạo mình gạt đồng đạo mình không có sao, đồng đạo mình có thể châm chế được. Khi chúng ta nói thời cuộc thiên cơ, giả sử như tôi nói thiên cơ thời cuộc nè, mà tôi gạt quý vị đó, thì có thể châm chế được. Bởi vì dù sao chúng ta cũng là thương yêu lẫn nhau như con một cha. Nhưng mà sợ tôi gạt người bên ngoài, tôi nói thời cuộc, tôi nói tháng 4 tháng 5 này đời tới nè, thì lúc bây giờ cái người bên ngoài, cái người không cùng đạo với mình đó, họ nghe tôi nói thì gần như tôi gạt họ rồi, đúng không? Mà khi tôi gạt người bên ngoài thì người bên ngoài sẽ nhìn tôi như thế nào? Thì người ta sẽ nói đạo của mình là không có uy tín, tức là nói không đúng nè. Rồi bên cạnh đó người ta lại chê trách cái đạo của mình. Ta chê đạo Phật giáo Hòa Hảo, mình chỉ biết thiên cơ thời cuộc không à, chỉ nói đời tới rồi không biết cái gì là tích cực cả, hoàn toàn nghĩ đến cái chuyện tiêu cực không à. Rồi bên cạnh đó người ta nhục mạ thầy mình. Thì như vậy thì những cái tình tiết này là rõ ràng chúng ta phạm vào tội ngũ nghịch, còn gì nữa quý vị? Đây là phá hoại tăng đoàn rồi. Dầu rằng mình không trực tiếp phá hoại tăng đoàn, nhưng mà rõ ràng chúng ta gián tiếp phá hoại tăng đoàn rồi. Do đó thì muốn nói như vậy, để cho đồng đạo nào mà có ý về thời cuộc thiên cơ đó, thì chúng ta cũng phải dừng ngay. Cái chuyện đời tới, cái chuyện núi nổ, cái chuyện thầy về là chuyện tương lai, ngày mai ngày mốt là có, là chuyện này không ai chối cãi được. Nhưng mà chúng ta quyết định ngày nào tới, ngày nào có, tháng nào tới, năm nào tới, thì cái đó hoàn toàn sai. Cái đó là đại vọng ngữ đó đồng đạo à. Nếu nói theo nhà Phật đại vọng ngữ à, Đức Phật ngày xưa không chấp nhận, mà ngày giờ đẹp thầy cũng không chấp nhận nữa, phải không? Thì đây là cái vấn đề chúng ta phải bàn đây. Không phải là tôi dọa quý vị đâu à, nhưng mà nếu bàn về luật nhân quả, về tinh thần luân hồi đó, thì nếu phạm vào ngũ nghịch đó, thì vấn đề này chúng ta đọa địa ngục đó. Kính thưa đồng đạo, thì đó là cái đường thấp nhất trong 10 cửa, trong 10 cửa. Và cái thứ hai, con người phạm cái tội gì mà để đọa thành ngạ quỷ? Kính thưa đồng đạo, hình thức ngạ quỷ quý vị biết rồi. Ngạ quỷ cái bụng to như cái trống trầu, cần cổ nhỏ như cái kim, đói mà ăn không được. Đồng đạo nhìn bà Thanh Đề đi, bà Thanh Đề bỏ đọa tới hai tội đồng đạo. Một là bả vì quá tham lam mang thân ngạ quỷ, và hai là phá hoại tăng đoàn, bởi vì hận các vị nhà tu không đáp ứng theo nhu cầu của bả. Vì vậy cho nên bả làm bánh bao mà lại nhân là nhân thịt,
để hại các vị tăng sư. Thì với cái tội ngũ nghịch đó mà bà phải đọa vào địa ngục, mà lại mang cái thân ngạ quỷ nữa, mà đọa địa ngục, ngục là gọi là ngục vô gián nữa. Vô gián là gì? Khi đọa vô ngục này rồi thì cái khổ không có gián đoạn. Thí dụ bây giờ người ta khổ một lát ta hết, ngày mai ta hết. Giống mình ở đây mình khổ một lát hết rồi phải không? Lát vui lát khổ. Còn khi một khi đọa vào ngục vô gián, vô gián rồi thì cái nỗi khổ không gián đoạn, cứ khổ triền miên, nghe chịu nổi không? Và hơn thế nữa, ngạ quỷ, ngạ quỷ là cái người là một cái loài là gần như là thèm ăn, muốn ăn, ăn không được. Vì vậy cho nên sống ở trên dương thế này, con người nào mà có tâm đối kỵ, tham lam, ham muốn nhiều thứ quá, tức là chúng ta có một cái tính là ham muốn nhiều thứ quá, cái gì cũng ham hết. Tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Mà nếu mình tham như vậy mà cứ nuôi tư tưởng đó hoài trong đầu chúng ta, tham nhưng mà mình không đáp ứng được. Bởi vì cái nhân duyên, cái nhân quả mình không đạt những cái mình nhu cầu, cho nên mình bức rứt, mình tức tối, mình đố kỵ, mình mê muội, mình tham lam, mình bỏng sẻn. Thì những cái tư tưởng đó sau khi mạng chung rồi thì chúng ta sẽ thành ngạ quỷ bây giờ. Tức là ham, ham muốn đủ thứ hết, ăn không được. Do vậy cho nên khi hiểu đến đây thì mình phải sống làm sao mà rơi vào chỗ tri túc. Chúng ta đừng ham muốn thái quá, mình phải ham muốn trong cái tầm tay của mình. Cho nếu như mình ham muốn quá, cái gì cũng ham muốn hết mà không được đó, tức là gần như người ở đời ấy cũng làm tha lòng tham, muốn phước thọ phẩm hạm tiền của nào, rồi nào vợ đẹp hậu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên. Vậy có phải khổ hay là chẳng? Thì trong dương thế chúng ta khổ rồi khi lòng tham không thành, mà khi chúng ta bỏ cái thân này rồi nó còn khổ hơn nữa, đồng đạo à. Nếu chúng ta không tu, không niệm Phật, không làm lành thì đương nhiên tương lai thành ngạ quỷ, cuốn hút cái nghiệp, nó cuốn hút chúng ta vào cái lòng tham đó đó. Kính thưa đồng đạo, và hơn thế nữa, hai cái cõi thấp nhất này nè, địa ngục và ngạ quỷ đây nè, thì hai cõi này những con người chẳng những phạm vào tham ái, tham lam, bỏng sẻn, mà những con người phạm vào 10 điều ác. Khi sinh ra cõi đời này, thân chúng ta phạm vào sát sanh, đạo tặc, tà dâm, khẩu chúng ta mở miệng ra thì phạm vào ác khẩu, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngữ, tưởng thiệt, ý ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Ý chúng ta lúc nào cũng tham lam, sân nộ, mê si. Thì nếu như một con người sống trong cõi đời này mà phạm vào 10 điều ác đó, tôi bảo đảm quý vị, người đó khi mạng chung sẽ đọa vào địa ngục và sẽ mang thân ngạ quỷ, bởi vì chúng ta phạm 10 điều ác này. Kính thưa quý vị, vì vậy cho nên thầy dạy trong sấm giảng là 10 cửa xem thấy ghê hồn đó, cho trần coi thử có mà hay không. Thì 10 cửa này, có đồng đạo hỏi tôi rằng phạm cái tội gì đọa vào 10 cửa ngục này, thì tôi khẳng định rằng theo nhân quả, theo lời Đức Phật và lời Đức Thầy, thì nếu như một chúng sanh nào phạm vào 10 điều ác thì vị này sẽ đọa vào 10 cửa ngục rất rõ ràng. Cho nên hôm nay chúng ta cũng phải cố gắng. Và đến cái nhân nào đọa vào súc sanh, thì kính thưa đồng đạo, khi sống trên cõi đời này mà chúng ta nợ người ta quá nhiều, tức là chúng ta nợ người ta quá nhiều à, mình sống ở đời toàn là mình muốn đem về cho mình thôi, mình không có muốn bô ba bố ra. Gần như chúng ta nợ người ta, mình dùng ba tắc lưỡi, dùng mọi mánh khóe gian hùng, dùng những ngón điêu ngoa xảo trá để mình lường gạt người ta, thiếu nợ người ta, cộng thêm cái sự tối tâm mê si, thì đương nhiên tương lai chúng ta sẽ đọa vào súc sanh. Quý vị à, quý vị nhìn kiếp con lừa, rồi nhìn con trâu, nhìn con bò, nhìn con ngựa, thì những con vật này hoàn toàn nó sinh ra để nó trả nợ. Cho nên sống trong kiếp đời này chúng ta phải hiểu đúng theo một sự công bằng, mình đừng có vay mượn người ta nhiều. Dầu rằng mình vay mượn người ta trong thời kỳ này, mình nói mình không trả là mình qua mặt người ta được, thì cho rằng qua mặt được, có thể mình qua mặt người đó được, có thể mình qua mặt pháp luật nhà nước được, nhưng mà chúng ta trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Cho nên thời gian gần đây quý vị thấy là có những cái trường hợp mà chúng ta dùng cái từ phương ngữ của mình đó, gọi là bể nợ, gọi là vỡ nợ đó. Thì thiếu nợ người ta nhiều quá, 50 tỷ bạc thì vỡ nợ cái trốn nhà đi vài tháng vài năm trở về quê. Quê không có gì, không có quê. Không có quê đâu. Quê là quê ngoài xã hội. Quê là quê trong cuộc sống bình thường, bình nhật. Phải không? Nhưng mà nghiệp lực nó không quê. Nhân quả không quề, thì những người này tương lai khổ à. Cho nên những người nào mà rơi vào vấn đề này quý vị ráng tu giùm tôi. Giờ này phải cởi ăn năn, phải tu à,
tu quyết liệt, quả mai là mới là gần như là công với tội đó, trừ qua bổ lại nó đỡ à. Mà nếu mà không tu đó, mà nghinh ngang tự đắc đó, lấy tiền người ta, không lo tính trả người ta, mà cho rằng là mình khôn người ta, không khôn đâu vậy. Cái đó là quá dại và khôn gì nữa đâu, đúng không? Bởi vì với một cách nhìn của một con người, cách nhìn của một tục nhãn và cách nhìn của Phật nhãn thì hoàn toàn khác nhau. Cách nhìn tục nhãn mình nghĩ rằng mình hơn người ta là mình khôn, đúng không? Làm ăn gì cũng muốn hơn người ta hết trơn á, tiền của người ta muốn giật thì làm của mình à, mình nghĩ mình khôn hơn người ta. Nhưng không ngờ mình quá dại hơn người ta rồi, rồi mai kia mốt nọ mình khổ dữ lắm. Thì đây là những yếu tố mà phải đọa vào súc sanh là chỗ này. Và hơn thế nữa, sống ở trong cõi đời này, những người nào mà có những cái tánh là gọi là, mình nói nôm na là gần như là tham ăn tham ngủ đi, mình nói trắng là vậy đi, thì quý vị thấy cái này cũng là một cái chúng ta đáng ngại đó. Mà Đức Thầy dạy rằng vật khổ lan đâu biết đạo hàng, chỉ có biết ngủ ăn ăn ngủ nè. Khi đói mòi mặt mày sù sụ chạy qua vào vật nhỏ đang ăn nè, mà Thầy dạy trong bài sẽ đét. Như vậy thì nếu như mình có cái tánh lười lao động, không lo làm ăn gì trơn á, hàng ngày thì thức dậy đỡ cha mình, mẹ mình, anh em mình làm để nuôi mình không à, nguy hiểm. Cái này là nguy hiểm khôn cùng đó. Mình chỉ biết ăn, biết ngủ thôi, biết hưởng thụ thôi, thì xin thưa rằng trên đời này cái gì cũng công bằng hết vậy. Chúng ta cứ đi theo một cái lề lối công bằng là mọi việc là phải nói ngõ, là phải nói gọn là ngon lành. Còn mình đi ngược lại cái sự công bằng là vô tình chúng ta sẽ giết chết cuộc đời mình ở tương lai. Những con người có tánh ý đó thì tôi tin chắc quý vị là sẽ đọa vào súc sanh thôi. À, đấy là chúng ta bàn về luân hồi là vậy nha, không phải tôi nói xiên ai. Ở đây mình đang bàn về luân hồi, những cái nghiệp nào mà chúng ta đọa vào các con đường ngã. Như vậy thì trong 10 cửa này, trong lục đạo, trong 6 cửa dưới, thì ba cái con đường này gọi là tam ác đạo nè, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nếu rơi vào ba con đường này thì khổ lắm đồng đạo à. Làm người thấy còn khổ rồi, huống hồ chi chúng ta bị tù tội. Và hơn thế nữa mà nếu rơi vào ba cái con đường này chúng ta rất là khó tu à. Quý vị thấy không? Nội mà súc sanh xung quanh chúng ta biết đó. Mà bây giờ kêu nó niệm Phật như mình, kêu nó cúng lại như mình, kêu nó làm từ thiện như mình thì đâu có được đâu, đúng không quý vị? Nó phải trải qua nhiều kiếp á. Phải trải qua nhiều kiếp. Cho nên á, khi mà chúng ta đi xuống này, xuống mau lắm, xuống cái gập à. Cho nên ông Tánh nói là tùng thiện như đăng đó, mà tùng ác như băng vậy đó. Làm lành nó giống như lên núi vậy đó, lâu lắm. Mà làm ác giống núi lở mau lắm. Chỉ cần một kiếp này mà chúng ta làm không đúng thôi thì chúng ta rơi lúc dưới á. Mà khi rơi xuống dưới rồi, muốn trồi đầu lên phải trải ra 100.000 kiếp á, không phải đơn giản vậy à. Cho nên mình ráng giữ à, vị trí chúng ta ở đây là rất là ngon lành rồi, chúng ta ráng giữ đừng để đi xuống. Một khi mà đi xuống rồi muốn trở lên lại thì xin thưa là cả vấn đề khó. Như tôi vừa chứng minh đó, làm lành thì như lên núi, leo núi nó khó từ 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 từ. Mà chỉ cần làm ác thôi, chỉ cần một hai câu nói không đúng thôi, chỉ cần vài cái việc bất lành thôi, chúng ta đủ đọa xuống dưới rồi. Mà đọa xuống dưới rồi đồng đạo thấy đó, nội mà súc sanh mà còn khó tu á, huống hồ chi là ngạ quỷ rồi địa ngục nữa. Vì thế một kiền liên á, bà Thanh Đề ngày xưa mai có một kiền liên đó, tu hành chứng đạo, cho nên bà mới được có cơ hội thoát khỏi địa ngục đạo và thoát khỏi cái thân ngạ quỷ. Còn ngay giờ này mình đâu có con như một kiền liên đâu, phải không? Phải chi mình có được đứa con như một kiền liên mà lo tu hành chứng đạo thì mình không sợ. Chả giữ như tôi có con tôi tu hành thì tôi đâu có sợ. Đằng này thì chúng ta hai hàng trơn không có gì trơn, thì thôi bây giờ quý vị tự mình lo đi, phải không? Vì vậy cho nên đây là tam ác đạo, cái điều chúng ta đang sợ nhất trong 6 nẻo luân hồi này. Và đến cái thứ ba nữa là cái thứ tư nữa là cõi Atula. Thường thường Atula chúng tôi sắp sau và trước cõi người. Atula là các vị thần. Trong cõi Atula nó gồm có hai nhóm. Một nhóm là gọi là Atula thiện. Atula thiện, Atula này xài được. Atula này các vị thần. Mà thầy cho biết rằng các vị thần Đức Thầy có dạy rất rõ, ví dụ như lưỡng thần ghi chép liên miên nè, thì các vị thần này cũng là các vị Atula. Kính thưa quý vị, hoặc là ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Vậy thì xung quanh chúng ta nó đặc biệt gì là đồng đạo à? Khi mà chúng ta hiểu về tâm linh đó, đôi khi mình không thấy họ, nhưng mà họ thấy mình. Tức là cái cõi Atula hiện giờ đang song song với cõi con người chúng ta nè. Họ là hoạt động sống vào giờ âm, còn chúng ta là hoạt động sống vào giờ dương, chứ không đâu xa lạ cả. Đặc biệt cái cõi Atula thần là cõi này đang song hành chúng ta.
Vì vậy cho nên nhiều khi mà chúng ta ăn sai, nói sai, làm sai, mình nói rằng mình người ta không có biết, nhưng mà trong số đó là các vị A-tu-la thằng đứng kế người ta, kế mình không biết. Mình không biết. Và các cái loài này ngộ lắm. Các vị này cũng rất là ham tu. Mỗi khi mà chúng ta nói đạo thì các vị này thường đến để nghe. Mà mỗi khi mà chúng ta nói tục nói tiểu thì các vị này phun nước miếng bỏ đi. Cho nên tôi nhớ ngày xưa ông sư Đạo An á, ông đã có được thần thông rồi. Ông thấy hai vị đệ tử ông phía trước đó, ông đang ngồi thiền. Đầu tiên thấy các vị A-tu-la thần đồ á, lợi xung quanh đông lắm. Mà rất biết ông này ông mới chỉ có thiên nhãn thông, ông chưa có tha tâm thông. Tức là chỉ thấy thôi chứ không biết là sự kiện như thế nào. Và một hồi sau thấy các vị A-tu-la thần này bay mất tiêu và phun nước bọt. Thì sau khi thiền tọa xong mới kêu hai đệ tử vô, ông hỏi: ta hỏi hai con, hai con nói thiệt cái ta nghe, hồi nãy hai con đang bàn cái gì? Thì vốn dĩ là biết sư phụ mình đã chứng đạo rồi, đâu có dám giấu. Cho nên hai vị mới khai thiệt: dạ thưa thầy, lúc đầu thì hai huynh đệ con bàn cái việc đạo sôi nổi với thầy. Tức là đem cái bài giảng của thầy hôm qua hai anh em con bàn luận với nhau. Dọn thầy không hỏi rằng lát rồi bàn cái gì. Thì hai huynh đệ mới khai thiệt: dạ thưa thầy, lát anh em con bàn cái việc thế sự. Vì vậy cho nên ông thầy Đạo An mới nhắc lại cái hiện tượng A-tu-la thần đó. Hôm nay các con biết không, khi các con bàn đạo đó thì A-tu-la súng lại nghe, các con hoan hỷ vỗ tay mừng rỡ lắm, bởi có người nói đạo cho tu mà. Nhưng mà khi các con chuyển đề khác, qua cái đề một đề thường, nói tục nói tiểu, lúc bây giờ A-tu-la thần phun nước bọt à. Cho nên mình không thấy họ, mà họ thấy mình, họ đang gần gũi mình đây nè. Cho nên tôi mong rằng quý vị đồng đạo cứ hiểu điều này rồi chúng ta phải cẩn thận sống hàng ngày mình phải cẩn thận, rằng đừng nghĩ rằng chỉ của mình nha. Không có đâu, xung quanh chúng ta nhiều lắm, phải không? Mà Đức Thầy đã khẳng định rất rõ rồi, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Vì vậy cho nên A-tu-la có hai nhóm. Cái nhóm đầu tiên mà tôi nói bây giờ là nhóm này, nhóm thiện nè. Nhóm này đáng lẽ là hơn con người chúng ta. Và bên cạnh đó cái nhóm thứ hai là cái nhóm ác. Cái nhóm ác này là cái nhóm ăn đồ cúng. Nhóm này nhóm tranh đấu kiên cố nè. Cái nhóm này Đức Thầy dùng cái từ là tà thần nè. Cái nhóm này thầy cho biết rằng cúng kiến, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Thì đây là cái nhóm tà thần. Cái nhóm này thì họ càng ngày càng đi xuống nè. Họ rất là sân nộ, họ không biết tu hành gì cả. Và đặc biệt họ thích ăn đồ cúng. Nếu như một con người mà không có quy y đó thì họ theo, họ chọc, họ khuấy, khuấy cho bằng được, khuấy chừng nào mình cúng hoang thôi à. Còn nếu như người mà có quy y rồi đó thì có thầy nè, rồi có các lì vị long thần hộ pháp che chở nè, các vị chân thần che chở nè, thì người này không có sao. Thì đó là chúng ta hiểu về cái khái niệm dạ tu la. Như vậy thì sống trong cõi đời này gieo cái nhân gì mà thành A-tu-la thì xin thưa quý vị rằng không ngoài cái nhân sân nộ. Nếu như sống trong cõi đời này mà con người nổi sân nhiều quá rất là nguy hiểm vậy. Con người mà nóng nảy sân hận nhiều quá, cộng thêm mê si nữa, cộng thêm không tin Phật pháp, thì tương lai con người này sẽ đọa thành A-tu-la. Tức là vào cái cõi thứ tư trong lục đạo, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay vấn đề ác sân hận chúng ta cũng phải hết sức là vừa chừng. Ngoài cái việc nó là cái nhân của A-tu-la, bên cạnh đó sân hận nó còn cướp đi công đức người tu. Bởi vì khi mà chúng ta nóng giận nổi lên, nhất niệm sân tâm khởi, ba dạng chướng muôn khai. Nếu chúng ta nóng giận nổi lên rồi chỉ một niệm thôi, Đức Phật dạy rồi, muôn ngàn cửa chướng, nghiệp chướng đều mở rộng. Hoặc là Đức Thánh cũng dạy là nhất niệm sân tinh chi quả, năng thiêu dặn bánh công đức chi sơn. Chỉ một đốm lửa sân hận nổi lên thôi thì muôn ngàn nghiệp chướng đều mở cửa thôi, kính thưa đồng đạo. Thì nó không hết. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói về cái nhân và cái quả trong cái sự luân hồi về cái cõi A-tu-la, tức là cái cõi vô hình đang song hình chúng ta, tức là đang song hành chúng ta trong cõi đời này. Và đến cái thứ năm là cái nhân gì mà được làm người, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì nếu căn cứ là Đức Phật, là Đức Thầy, nếu Đức Thầy thì chúng ta chỉ cần hành ngũ thường thôi là chắc ăn là kiếp sau là làm người, hiểu vậy. Còn nó theo nhà Phật thì Đức Phật dạy là hành ngũ giới cấm. Đây là cái nhân của con người nè, chắc là nửa, nó gần nửa mười điều ác: bắt sát sanh, bắt đạo tặc, bắt vọng ngữ, bắt ẩm tổ, bắt tà dâm. Con người mà nếu sanh ra cõi đời này mà không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, tức là không nói dối đó, không uống rượu, thì chúng ta vượt được năm cái cửa này
thì kiếp sau mình là tròn vẹn như con người. Nếu như chúng ta có làm phước rải rai á thì mình thành người giàu có. Còn nếu không làm phước rải rai á thì cũng là con người bình thường, tức là y chi là cái cũ. Thì theo tôi nghĩ rằng cái nhân này nó dễ đồng đạo. Ở đây chúng ta không bàn gì đến con đường tu hành, tức là mình chỉ nói trong cộng đồng thôi. Cái sát sanh ở đây không phải là sát sanh trong ăn uống nghe đồng đạo. Thí dụ bây giờ ngoài người đời người ta còn ăn mặn thì vấn đề này không bàn. Sợ là sát sanh là vấn đề chúng ta sát giết thái quá, sát giết mạng sống một cách thái quá thì mới rơi vào cái trường hợp này. Do đó cho nên ở đời chỉ cần chúng ta sống theo một cái quy phạm đạo đức thì tôi tin chắc rằng con người không phạm. Bởi vì con người ở đời này nếu mà trộm cắp thì không được rồi, đâu có hoàn thiện. Mà nếu tà dâm là càng không hoàn thiện nữa. Mà nếu nói dối là một người rất là tệ rồi, mà uống rượu nghiện ngập càng tệ hơn nữa. Đó, chỉ cần năm của này chúng ta không vướng thì chúng ta là được cái nhân người rồi. Mà Đức Thầy dạy ở chỗ ngũ thường nè, phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Chữ nhân là không sát sanh, chữ nghĩa là không đạo tặc, chữ lễ là không tà dâm, chữ trí là không uống rượu, chữ tính là không nói dối. Cho nên Đức Thầy mới dạy ông cò Tào Hảo là tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo nè. Tức là năm cái giới này, năm cái điều này là chúng ta được làm người đó bây giờ. Được làm người đâu có gì lạ đâu. Mình cố gắng hằng hữu nhớ điều này thì nói, nếu nói về luật luân hồi thì chúng ta sẽ được làm người. Và hạng thứ sáu, hạng cao thứ sáu là cõi trời. Như vậy thì cái nhân về cõi trời xin thưa là không khó. Chỉ cần chúng ta tránh tam nghiệp, chừa thập ác, hành thập thiện là bao nhiêu chúng ta được về cõi trời rồi. Tức là mình tránh 10 điều ác, mình là tránh 10 điều ác này làm 10 điều thiện. Tránh 10 điều ác là một chuyện nha, nhưng bên cạnh đó phải hành 10 điều thiện. Hai cái này nó khác nhau với đồng đạo. Thí dụ bây giờ tôi không sát sanh, tôi không đạo tặc, tôi không tà dâm, nhưng mà đây tôi mới tránh thôi chứ chưa hành. Còn hành sát sanh là phải phóng sanh, hành đạo tặc phải sống ở đời có tình có nghĩa trong bố thí, rồi hành tà dâm là phải sống ở đời có lễ độ vân vân. Rồi tránh vọng ngữ thì chúng ta không nói lời nói dối mà mình phải nói những cái lời thanh mai dịu dàng. Cho nên giữa tránh và hành, hai cái này là hai vấn đề. Tránh là chúng ta mới được có một thôi, được cái 50 thôi, còn cái 50 còn lại là mình phải hành. Vì vậy thầy mới dạy rất là rõ vấn đề này, tức là phải tránh tam nghiệp, chừa thập ác, hành thập thiện. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp. Như vậy thì khi chúng ta làm được 10 cái điều này thì lúc bây giờ mình được sanh thiên, được về cõi trời. Chúng ta được về cõi trời. Thì nói cõi trời đồng đạo biết rồi, khi mà chúng ta xem phim Tây Du mình biết rồi. Dù rằng bộ phim này chỉ mô phỏng thôi, một tiểu thuyết thôi, nhưng mà thật chất ra thì về cõi trời như vậy đó. Lúc bây giờ chúng ta đi bằng thần thông biến quá không à quý vị ạ, thông dung tự tại lắm, kính thưa đồng đạo. Thì đó là cái nhân của sáu con đường lục đạo luân hồi. Cho nên hôm nay chúng ta muốn tránh cái sự luân hồi thì mình phải tránh các điều này. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói một số ý trong ý thứ ba này. Và đến ý thứ tư cũng là ý sau cùng. Hôm nay muốn thoát luân hồi chúng ta phải làm gì đây? Đây cũng là cái ý then chốt nhất của chủ đề ngày hôm nay. Nãy giờ chúng ta chỉ đưa ra những cái khái niệm, những cái lý thuyết, những cái mà chúng ta hiểu rộng hơn về tính chất của nhân, của luân hồi và những cái con đường đọa lạc thôi. Như vậy thì hôm nay muốn thoát trốn luân hồi, cái yếu tố đầu tiên nhất là chúng ta phải tin vào nhân quả. Vậy à, tin nhân quả, mình phải tin rằng nếu gieo nhân gì phải hưởng lấy quả đó. Trong đầu chúng ta lúc nào cũng ghi khắc hai cái từ nhân quả. Đây cũng giống bài học ngàn vàng mà ngày xưa ông vua ông phải tốn 1.000 lượng vàng mua bài học này đó. Tức là phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó, đó là nhân quả đó quý vị ạ. Thì khi một người mà tin vào nhân quả rồi, trong đầu mình lúc nào cũng khắc ghi hai từ nhân quả, tôi tin chắc người này không đến đổi. Có thể là chúng ta giải thoát. Bởi khi mình tin được nhân quả rồi thì chúng ta không bao giờ dám làm cái điều tồi bại, cái điều lăng loàn, cái điều độc ác. Đúng với câu là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả là chỗ này. Bởi vì mình không tin vào nhân quả, mình vững dưng trong cuộc sống này, mình chỉ tin vào mình, tin vào cái mê si, rồi chúng ta hành xử theo cái sự ham muốn của dục lạc của bản thân mình. Chính vì vậy cho nên mình mới chịu luân hồi.
Do đó cho nên yếu tố đầu tiên mà chúng tôi muốn nói ở đây, để đạt ở chỗ thoát luân hồi, chúng ta phải tin nhân quả. Mà Đức Thầy đã dạy nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện vậy. Hay hoặc là luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí của Ngài thông thả. Đức Thầy dạy rất rõ bây giờ, chúng ta phải tin vào nhân quả. Và sau khi tin vào nhân quả xong, yếu tố tiếp theo là chúng ta phải quy y. Hôm nay tại sao tôi trình bày nhân quả trước? Bởi vì con người mà nếu không tin vào nhân quả đó, con người này quy y không thành, không thành đâu đạo à, không đạt kết quả. Cho nên hôm nay trước khi chúng ta tu, trước khi chúng ta quy y thì yếu tố đầu tiên mình phải thuộc cái bài nhân quả trước đi. Khi mình thuộc cái bài nhân quả rồi thì đây cũng là một cái động lực, và nó giúp cho đường tu chúng ta trì trí, hiểu về thiên cơ. Sợ quá mới tu thì xin thưa rằng đây là một vấn đề khác. Nó sẽ không bền chí đâu, mà gọi là tu nhất thời. Vì vậy cho nên chúng tôi mới trình bày ở cái chỗ thoát luân hồi này, khi chúng ta bước vào con đường quy y thì giờ này phải tin nhân quả trước. Và khi tin nhân quả xong thì bắt đầu mình mới hạ thủ công phu. Bởi vì hôm nay chỉ có tu, có quy y, chúng ta mới hoàn toàn sống trong một cái hạnh lành của Đức Phật, với một cái sự che chở của Đức Phật, của Tam Bảo. Cho nên ngày xưa Đức Phật đã cam đoan rồi, tất cả chúng sanh trong ngũ giới này, trong cõi đời này, nếu người nào mà quy vào Tam Bảo thì người đó không còn đọa vào Tam Ác Đạo. Đặc biệt vậy đàn bảo, chỉ cần chúng ta có quy y, chỉ cần chúng ta có nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành lánh giữ quy theo mấy ngày tu hiện theo Phật Đạo, chỉ cần chúng ta có cúng lại, tôi cam đoan quý vị người này không đọa vào Tam Ác Đạo. Đây là lời Đức Phật đã dạy. Mà hôm nay Đức Thầy cũng dạy rất rõ, nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắc trong vòng sanh tử luân hồi. Kính thưa đồng đạo, Thầy dạy rất rõ trong Giác Mê Tâm Kệ. Như vậy thì nếu chúng ta không tu thì Thầy đã xác định từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão đều mắc vào luân hồi. Như vậy thì nếu như chúng ta tu thì chúng ta sẽ có cái cơ hội vượt qua khỏi luân hồi, thoát khỏi luân hồi. Cho nên hôm nay nếu nói đến quy y, đến tu thì đâu có khó đâu quý vị. Chỉ cần chúng ta để tâm đến, chỉ cần chúng ta dành chút thời gian gì đó thôi thì mình làm tròn nhiệm vụ một tín đồ rồi. Mà Thầy dạy tu hành đó đâu có tốn xu. Mà sao thoát khỏi lao tù thế gian, rất rõ ràng chúng ta không còn luân hồi nữa quý vị. Hay hoặc là ta bây giờ tu niệm tầm thường, sao danh thể sẽ hương khắp chốt. Vì vậy cho nên để thoát luân hồi, yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất đây. Chúng ta phải tu quý vị. Mình phải nhận định trở về với Phật Pháp, nương tựa vào Tam Bảo. Khi chúng ta nương tựa vào Tam Bảo rồi thì giống như mình được cái sự bảo bọc của Tam Bảo. Giống như ngày xưa mà Tôn Ngộ Không vẽ cái vòng bảo là đường Huyền Trang ở trong cái vòng đó đó, ma quỷ không có phá đâu. Thì hôm nay nếu như chúng ta là người thật tâm tu thì chúng ta cũng giống như ở trong cái vòng đó đó, không bao giờ quỷ ma nó phá rối chúng ta, và mình an toàn. Nhất định tương lai chúng ta sẽ không đọa vào Tam Ác Đạo. Nếu mình có hành đạo thì chúng ta tiến ra xa khỏi cái kiếp luân hồi. Thì đó là cái yếu tố đó. Và trong con đường tu theo đạo Phật giáo hòa hảo thì chúng ta phải sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Thì đây là chúng ta hành tâm nghiệp đây, hành thập thiện nghiệp đây. Bởi vì khi có tu rồi thì mình mới có cái động lực hành thập thiện nghiệp, mới được về cõi trời, mới được sanh về cõi Phật, về cõi trên. Kính thưa đồng đạo, chỉ cần mỗi đồng đạo chúng ta sống ở trong tỉnh thức, còn gọi là sống trong cái biết. Biết cái gì? Biết được cái hành động của mình, biết được lời nói của mình, biết được tư tưởng của mình. Đồng đạo mà hằng ba cái biết này có cho tôi đi thì đắc đạo đó chúng ta là chuyện nay mai. Sợ chúng ta không biết, cái thân làm ác mình không biết, cái khẩu nói ác mình không biết, cái tâm mình nghĩ ác mình không biết. Thì chính vì cái chỗ không biết này nè mà chúng ta mới đọa, như chúng ta bàn nãy giờ, phải không đồng đạo? Vậy thì giờ này bất cứ làm cái gì phải gắn cái chữ biết vào đó. Mà Thầy đã dạy rằng khi nói làm ít chịu suy lượng, đây là không biết nè. Mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác, rất rõ ràng, Thầy dạy rất rõ ràng. Vậy thì giờ này trên con đường tu đạo Phật giáo hòa hảo, cái quan trọng nhất ở đây chúng ta phải biết được cái hành động của mình. Khi hành động của mình hành động
mình kiểm chứng liền, coi có hành động mình có sát sanh không, có đạo tặc không, có tà dâm không. Nếu có thì không làm. Còn nếu như cái hành động mình là hành động tốt, hành động lành, hành động giúp người thì chúng ta làm dễ thôi, đâu có gì đâu khó đâu. Đạo tu rất dễ, có gì đâu khó đâu. Chỉ cần chúng ta biết được mình điều chỉnh, mình thay đổi thôi, mình chuyển hóa thôi. Rồi lời nói chúng ta cũng vậy, khi chưa tu muốn nói gì nói à, không suy nghĩ. Nhưng hôm nay khi tu rồi thì khi chúng ta mở miệng ra, làm ơn uống lưỡi 7 lần, tức là cần phải biết được mình nói gì, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chứ mà lỡ nói ra rồi lấy lại không có được nha quý vị. Chúng ta nhớ một điều rằng mình lỡ nói rồi là đã có nghiệp rồi, lấy lại không có được. Lời nói như thế tên bay mà, cho nên bắn bậy lọt vào tay người khó nhổ cho ra. Phải biết được cái lời nói mình nói ra phải bảo đảm là không lưỡng thiệt, phải bảo đảm là không ỷ ngôn, phải bảo đảm là không vọng ngữ, phải bảo đảm là không ác khẩu. Mình phải biết được như vậy thì tôi tin chắc chúng ta không phạm ác. Rồi chúng ta hằng biết cái tư tưởng của mình, trong nguồn tư tưởng của mình tuyệt đối không để cái sự ham muốn trong này. Nếu có sự ham muốn chúng ta đẩy ra ngoài, thay đổi cái khác. Trong nguồn tư tưởng của người tu nhất phát không có sân nộ trong này. Bởi vì sân nộ thấy bên ngoài, nhưng thật ra trước khi nó cháy bên ngoài là trong tâm nó tính trước việc, trong tâm nó giận trước rồi, nó ngầm ngầm trọng á, nó tính trọng rồi. Mà khi trong tâm chúng ta khởi lên, nó tính cái vụ nóng giận sân nộ này đó, mà mình không dằn tại tâm thì một lát nó phát quả thôi. Thí dụ mình dặn vợ mình, khi mình chuẩn bị mà chửi vợ mình, mắng vợ mình trong tâm tính trước à, trong tâm mình nó có cái lập trình trong à, lập trình trước rồi đó. Một lát nữa là nó về nó biết tay mình á, bữa nay nó làm điều này quá lỗi, trong tâm mình lập trình tính trong á. Như vậy thì khi mà trong tâm mình nó tính vậy đó thì mình diệt nó đi, không có được, tội lỗi lắm. Đó là luân hồi, đó là ngạ quỷ, đó là địa ngục, đó là súc sanh. Như vậy thì khi chúng ta cảm nhớ được, tưởng nhớ điều này, sống trong cái hằng ngủ cái biết rồi đó, thì hà tất gì chúng ta nóng giận làm gì, đúng không quý vị? Cái vấn đề mà nó phát sinh ra ngoài đó thì hoàn toàn do chúng ta sống trong cái mê, cho nên mình mới nuông chiều tới nó. Chứ khi mà lập trình nó bên trong, nó có lập trình rồi, chúng ta diệt cái lập trình của nó lại ngay, thì làm gì có hành động, làm gì có lời nói. Mà cái này là cái Đức Thầy chỉ tận gốc cho chúng ta, ai biết tri việc phải cứ làm thì mới biết ai phàm ai thánh. Cái chữ tri mà Thầy dạy là ai biết tri, tức là biết trong cái biết á, không phải là việc chi à. Tri đó tức là chữ tri là biết trong giấc mê tâm kệ. Vậy thì hôm nay làm cái gì mình cũng phải biết, biết rằng điều này là thiện hay là ác, mà suy nghĩ cũng vậy. Và khi chúng ta biết được điều đó rồi, tôi tin chắc chúng ta không có mê si bây giờ. Trên đây là một cái pháp tu hữu hiệu nhất mà chúng tôi đã kinh qua rồi. Chỉ cần chúng ta cố gắng mình sống trong tỉnh thức, lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng biết được mình. Ở đây là nên biết mình nha, đừng biết đồng đạo mình. Nhiều khi mình không biết mình mà mình cứ dòm dòm lóng tai nghe sớm trên có cái gì không, sớm dưới có cái gì không. Như vậy thì khi mà chúng ta nghe sớm trên sớm dưới như vậy thì lúc bây giờ mình lại có những cái gì đó tham gia vô. Nghe đầu trên bà này nói cái gì, sớm dưới ông kia làm sao, chúng ta thà lai tham gia vô. Vì vậy cho nên đó là cái nghiệp. Mà cái nghiệp này là cái nghiệp nó khổng nữa không, tự mình kéo vô nhà mình. Ta ngoài đường nghe mắc mới người ta mình, mà mình mở miệng mình kéo vào. Vậy thì cũng có nhiều đồng đạo chúng ta đây, tôi nói trong đồng đạo thôi, ngoài đời tôi không nói. Nhiều khi cái mình không biết, mà chúng ta lại biết cái ngoài nhiều hơn bây giờ. Do đó cho nên hôm nay khi tôi muốn thoát luân hồi rồi, mình nên biết mình đi. Chuyện ở ngoài mặc kệ đi, chuyện thế gian này chúng ta quản không nổi đồng đạo à. Cái chuyện tốt xấu, cái chuyện thài lai, cái chuyện nó để thế gian tính, cái quan trọng mình biết mình là được rồi. Thì đồng đạo từ từ trí đồng đạo sẽ phát khai khi chúng ta có nhận thức đó. Và hơn thế nữa, cái điều kế tiếp theo, bên cạnh biết mình ra, cái yếu tố thoát luân hồi là chúng ta phải làm từ thiện. Bởi vì công năng làm từ thiện là một công năng được phước đức để chuyển hóa. Nếu hôm nay tu mà chúng ta không làm từ thiện là chưa phải là người tu.
mà Đức Thầy đã dạy là điều cần yếu là phải làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tâm lòng cho trong sạch. Đây là điều từ thiện, đây là điều cần yếu mà. Như vậy thì hôm nay khi chúng ta sanh vào cõi đời này thì mình biết rằng mình là người thiếu phước. Mà hôm nay muốn có phước thì phải làm. Kính thưa đồng đạo, ngoài cái việc hành đạo ra thì chúng ta cũng phải có cái gì đó để giúp đời. Mình phải đem tiền của, mồ hôi, nước mắt của mình, công sức của mình sẵn có để chúng ta làm cái việc giúp đời. Thì từ cái đó đó mà tâm chúng ta không bao giờ xin cái cống cao ngã mạn. Còn mà nếu mà làm phước mà xin cống cao ngã mạn không được nha, nó rơi vào bản ngã. Mà nếu rơi vào bản ngã chúng ta vẫn bị luân hồi. Mà thầy dạy là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Hôm nay người tu chúng ta cũng vậy, cái người làm từ thiện cũng vậy. Cái quan trọng là chúng ta phải dẹp bản ngã. Cho nếu còn bản ngã, còn cái ta đây tu nhiều năm, ta đây làm từ thiện, ta đây ăn chay đó, thì cái đó là chúng ta tự dệt thôi. Tự dệt cái luân hồi, không bao giờ dứt luân hồi được. Vì vậy ta làm hết mọi thứ mà lòng ta không bao giờ thấy tự mãn. Lúc nào ta thấy ta làm cũng chưa đủ, lúc nào ta thấy ta cũng cần phát huy hơn nữa. Thì có như vậy đường tu chúng ta phát triển được. Bản thân chúng tôi cũng vậy, hàng ngày tôi không bao giờ ngừng cái sự học hỏi. Bây giờ đi đến đâu tôi học tới đó. Dầu rằng một lời nói của một vị trẻ tuổi, một vị lớn tuổi, nhưng đối với tôi rất trân trọng để tôi học. Kính thưa quý vị, cho nên mình phải cố gắng thực hiện các cái điều này. Do đó cho nên chúng ta làm từ thiện mà mình không dẹp bản ngã không đạt kết quả đâu. Vì vậy cho nên làm từ thiện ở đây chúng ta vừa dẹp bản ngã, và bên cạnh đó chúng ta đừng có tiếc. Bởi vì nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca, chúng ta phải bố thí bằng cái là mở lòng của mình. Cho bố thí mà còn tiếc không được. Bố thí mà còn thương nhà tiếc của, biết hội đầu nguôi không được. Chấp nhận làm từ thiện rồi, chấp nhận tin sâu luật nhân quả rồi thì phải làm hết mình. Nhưng mà nói như vậy chứ giờ mấy người làm được đây. Cho nên tôi nhớ lại một cái mẫu chuyện còn ghi lại ở trong biên hòa sử lược toàn biên của Lê Văn Lụ. Đây là một mẫu chuyện có thật ở cái vùng đất Đồng Nai biên hòa chúng ta nè quý vị ạ. Vì vậy cho nên cái mẫu chuyện này đã được rất là nhiều vị rất là giỏi ghi chép lại. Mà đại để thì qua hai cái câu thơ đó, tức là nhà bè nước giải chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Thì cái sử lược này, cái chuyện mà tôi kể thì nó rơi vào hai câu này, hai câu ca dao mà chúng ta thường nghe đó. Bởi vì ở tại cái sông nhà bè đó, tại sao gọi là sông nhà bè? Ở con sông Đồng Nai hiện giờ, chỗ đó gọi là sông nhà bè đó. Thì do một cái vị này làm công tác thiện nguyện cắt cái nhà bè tại đó. Thì đây là con sông ngã ba, một ngã nó đổ về Đồng Nai như Nhân Trạch, một ngã nó đổ về Cần Giờ. Cho nên mới có câu là nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Gia định là cái tên ngày xưa. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên trong sử lược toàn biên của Lê Văn Lụ có kể lại cái mẫu chuyện của một nhân vật tên là Võ Thù Hoằng. Ông này làm quan thư lại, khét tiếng là cái người ác đức. Vì vậy cho nên ác đức đến đổi mà cái tên ổng người ta không dám gọi tên ổng là Võ Thù Hoằng, mà ta gọi là Võ Thù Huồng, tức là đọc chạy chạy ra tránh ông chút. Thì gần như cả cái đời làm quan thư lại của ổng là ổng chỉ biết là chạy trọt giấy tờ để mua quan bán chức, xử án quan yêu cầu có tiền là được à, bất chấp mọi thủ đoạn. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ ổng giàu dữ lắm, nhà cửa thì cò bay, đất thì cò bay thẳng kiến, nhưng bà ở ác đức quá nên không có con. Đây là quả báo nhận tiền à, ác đức quá không có con. Và sau đó thì vợ ông ra đi trước ông, mà ngặt thì một nỗi là vợ ông hiền lắm, vợ là người đàn bà hết sức là nhân đức. Nhưng ông được một cái được là ông rất là thương vợ. Thì khi vợ ông chết rồi thì lúc giờ ông cũng là thấy cuộc đời là gần như không có ham làm quan nữa. Bây giờ mình quá nhiều tiền lắm cổ rồi, còn chỗ nào để đâu mà làm. Thôi bây giờ lúc bây giờ là nghỉ à, cáo lão về quê nghỉ làm quan. Và hàng ngày ông luôn ước mơ được gặp vợ mình, lòng quá thương vợ đi. Thì một bữa nọ ông mới nghe một cái chuyện tích là ở ngoài cái tỉnh Quảng Yên đó có một cái chợ này tên là chợ Mạnh Ma. Và cái chợ này vào cái đêm mùng 1 tháng 6 hàng năm đó, cái người dương có thể gặp được cái người âm.
đặc biệt ạ. Vì vậy cho nên lúc bấy giờ ông mới tìm đến cái chợ Mạnh Ma, nghe cái ngày mùng 1 tháng 6, nghe cái người dân kể rằng nếu gặp người âm đó phải đem một cái món hàng đem đi chợ bán. Thì rõ ràng lúc bấy giờ ông đem món hàng vào chợ bán vào lúc canh 3 giờ tí để tìm gặp vợ. Thì lúc bấy giờ rõ ràng ông xuống âm phủ gặp được vợ không? Hai vợ chồng gặp nhau mừng lắm, xa vắng mấy năm rồi mừng lắm. Thì lúc bây giờ mới hỏi thăm với nhau, ông chở ông làm gì khỏe không ông? Thì ông nói giờ tôi nghỉ làm quan rồi, tôi nhớ bà quá. Rồi hỏi lại bà với này, bà khỏe không, được không? Nói được, tôi đang làm vú nuôi cho cái cung hoàng hậu. Thôi bây giờ tôi dắt ông đi xuống dưới là âm phủ, bởi vì bà cũng là cái người có chức việc ở dưới. Thì lúc bây giờ vợ mới trao cho bà ổng một cái thẻ bài. Vợ nói thôi bây giờ tôi phải mắc về cung hoàng hậu lo cái việc vú nuôi rồi. Chàng cầm thẻ bài này, chàng đi vòng vòng, chàng tham quan ở trong cái địa ngục này, ở trong ơi Diêm La Vương này nè. Chỉ có hai chỗ chồng đừng có vô là cái cung của vua và hoàng hậu, chồng đừng vô. Thì lúc bây giờ nghe vợ nói gì cũng mừng, cầm thẻ bài đi rồi nào thấy cái cảnh ngạ quỷ, cảnh địa ngục, cái cảnh khổ, cái cảnh gần như là cảnh tượng là không tưởng tượng nổi. Thì ông đi một hồi lại một cái chỗ cái khoảng nó trống lắm. Thì đặc biệt cái khoảng nó để dành là cái ngục rông không? Có ngục rông thì có người, có ngục rông mà đóng cái rông gì không có người. Rông nhỏ có, rông to có, ông thấy ông ngạc nhiên. Cho nên ông cũng buộc miệng hỏi tên cây ngục, ủa tại sao đây ngục rông nhiều vậy? Mà đáng lẽ ngục rông thì có người, mà tại sao có một số ngục rông không có người? Thì tên cây ngục mới dạch cái cuốn sách to tướng ra. Mà nói những cái ngục rông mà không có người là ở trong sách này nè. Những tên trong sách này nè, những cái người ở trên dương thế á. Mà những tên này làm ác á, thì dưới này ngục rông có chuẩn bị sẵn. Chỉ cần người này mạng chung là xuống vào ngục rông này. Cho nên ông dòm dòm thấy ngục rông bự quá, có một cái to nhất trong nhóm. Ông nói ủa tại sao có cái này bự như vậy? Thì tên cái ngục mới dạch thêm nữa, nói rằng cái ngục rông này chủ nhân của nó tên là Võ Thù Huồn, tên khai sinh là Võ Thù Huồn. Cái người này ở Đại Nam Quốc Gia Định Tỉnh và Phúc Kiến Quận. Thì ông nghe đang hết hồn cái gì, ông hết hồn nghe chát cái tên của mình rồi. Rồi ông hỏi cái ngục, ủa cái tên Thù Quần này làm cái gì tội lỗi mà cái rông bự như vậy? Thì tên cái ngục nói bởi vì tên này làm quan thư lại, chạy trọt giấy tờ làm cái điều ác đức không à, cho nên dưới này Diêm La Vương kêu đóng cái rông lớn như vậy đó nghiệp á, để tên này sau khi chết là giam vào cái rông này liền. Lúc bây giờ ông hết hồn xanh mặt hết rồi, ông nói thưa cây ngục, vậy chứ có cách nào mình thoát rông này không? Xuống nước nhỏ hỏi vậy đó. Cây ngục này suy nghĩ một hồi ông nói hình như là có, chỉ cần những cái người nào mà có tên ở đây đó mà về mà ở trên dương gian mà biết cải hối ăn năn làm lành lánh dữ đó, hầu đó lấy của người ta làm sao thì cho người ta hết, vậy thì qua mai nó khó khỏi ông ơi. Thì ông nghe giọng mừng à, lúc bây giờ tìm gặp vợ là không muốn ở đây nữa. Thôi bà ơi giờ tôi nhớ nhà quá, bà cho tôi về đi. Trước khi đi ông dặn dò bà mùng 1 tháng 6 năm sau xuống tôi thăm bà nghe, bà nhớ bà đón tôi. Rồi cáo từ vợ đi về. Thì lúc bây giờ ông về bắt đầu ông làm từ thiện đồng đạo, đất cát ông bán, ông bán ông cho người nghèo, ông cho người đi ăn xin, ông cho đủ thứ hết trơn. Cái người dân trong làng người ta bỡ ngỡ, ủa tại sao ông này hồi đó giờ ông keo kiệt lắm, mà chắc ông này giờ ông thấy ông gần chết rồi, không vợ không con, chắc ông muốn là làm chuyện bố thí thôi. Như vậy thì gia sản ông bố thí hết 1/3, hết 2/3 chứ là còn 1 phần thôi. Thì đúng 1 năm như vậy mà tài sản rất nhiều, nhưng mà cuối cùng lại là làm từ thiện hết 2/3 gì tính đi, còn 1 phần. Thì lúc bây giờ đúng cái ngày mùng 1 tháng 6 đó ông ra ngay cái chỗ cũ đó, ngay chợ Mạnh Ma là ông xuống tìm gặp vợ. Nhưng mà gặp vợ là cái cớ thôi. Lần này xuống cố tình lại cái chỗ ngục rông hồi nãy coi có gì thay đổi không. Vậy thì khi đến đó thì vẫn là anh cái ngục như ngày nào, gặt gà gặt gục như ngày nào, thì vẫn là một cái bãi đất trống chứa nhiều ngục rông có người và không người. Ông nhìn quanh nhìn quất, ông kiếm cái ngục một lần đó, cái vị trí đó anh nhớ. Nhưng mà cái ngục to tướng một lần nó mất tiêu rồi, mà giờ này thành ngục nhỏ lại. Anh mới hỏi anh cai ngục, anh nói ông ơi tôi nhớ trước đây cái chỗ này cái ngục to tướng lắm, cái rông to tướng lắm, mà sao cái lý do sao bây giờ ai đổi nhỏ rồi? Thì tên cai ngục mới dạch cuốn sách ra coi, à vậy là ngươi nói cái tên Võ Thù Quân này nè, cái tên này không biết lý do làm sao thì ai gần đây làm lành là lánh dữ không à, làm từ thiện dữ lắm, cho nên chính vì vậy mà cái nghiệp nó mòn.
Đáng lẽ là cái rông to mà giờ này cái rông nó nhỏ lại rồi đó. Mà theo ta biết rằng cái người này mà tiếp tục làm nữa nghe, là sẽ có cái điềm lành. Cai ngục nói một câu khẳng định nha. Rồi lúc bây giờ là thăm vợ xong rồi bỏ về. Cho nên lúc bây giờ về đợt này là làm thả ra luôn, bán hết đất luôn, bán sạch sẽ nhà cửa, bán hết luôn. Và ông đã cắt một cái chùa ở tại Biên Hòa. Số tiền còn lại là ông làm một cái nhà bè, nhờ người mua tre làm một cái nhà bè. Bởi vì dòng sông lúc bấy giờ gần như nó vắng người lắm, không có người qua lại. Ông làm một cái nhà bè giữa sông đó. Ông đem gạo, đem muối, vật thực đủ thứ hết. Khách hàng ngày đi qua lại, ai mà đói đó thì vô đây ông nuôi hết. Cho nên từ ở một cái nhà bè của Võ Thù Quần, sau đó thì các bộ hành mới tập trung là mấy chục chiếc ghe là đó, mấy chục cái chiếc thuyền ở đó. Và cuối cùng thì tạo thành một cái chợ, gọi là cái chợ nhà bè ở giữa sông quý vị. Và cái điều nổi trội nhất là ông làm từ thiện đến suốt đời. Đến ngày ông về với âm phủ thiệt đó, thì lúc bây giờ ông trắng tay không còn gì hết. Hết rồi, chết rồi, và cũng hết cổ luôn. Như vậy thì sau đó ở bên triều đình của Trung Hoa đó, vào thời nhà Thanh, tức là vào cái thời của là Tông Tiên Đế, tức là đạo Quang Đế thứ 8, cái thời nhà Thanh. Thì khi vua nhà Thanh nó sanh đạo Quang Đế thứ 8, thì lúc bây giờ khi sanh ra, trên hai cái bàn tay có hai cái chữ đỏ, hai cái chữ nôm. Mà lúc bây giờ người Trung Quốc thì không biết chữ nôm. Và càng ngày thì cái vị hoàng tử này lớn khôn. Và khi mà nhậm chức làm vua đó, vua nhà Thanh đó, thì khi mà giao dịch với cái người, các cái vị sứ thần của miền Nam chúng ta, của Đại Việt chúng ta, thì mới nhờ hỏi hai cái chữ này trong bàn tay. Thì hai chữ này là hai chữ Thù Quần. Cho nên lúc bây giờ mới hỏi các vị sứ thần này đó, Thù Quần cái người này có lai lịch thế nào, mà tại sao trong bàn tay tôi có cái tên của người này. Thì lúc bây giờ các sứ thần Đại Việt mới kể lại cái sự kiện của Võ Thù Quần, tức là ở Đồng Nai. Và còn để lại một cái ngôi chùa mà chính ông xây dựng, đó là cái chùa Trúc Đạo hay là Trúc Thọ, hiện tọa lạc ở tại xã Điệp Bà của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày nay. Cho nên lúc bây giờ là Tông Tiên Đế của nhà Thanh, tức là đạo Quang Đế thứ 8 nhà Thanh, nghe vậy là biết rồi, biết đây là tiền kiếp của mình. Cho nên ông mới nhờ người đó là chạm ba cái tượng gỗ bằng cái loại trầm hương loại quý đó, ba cái tượng Phật, và đem qua cúng cho cái chùa này. Thì giờ này ba tượng Phật còn. Cho nên mẫu chuyện đây chúng ta đóng lại. Mẫu chuyện mà tôi kể vậy nghe là đây là mẫu chuyện có thật, chứ không phải là thần thánh quý vị à. Nhân vật thật, sự kiện thật, lịch sử thật. Cái công tác từ thiện xã hội như vậy đó, dù là người này chưa giải thoát, nhưng mà tại người này nó chưa có tu. Tại vì Võ Thù Quần chưa có tu, chỉ làm từ thiện thôi, mà cuối cùng được sanh làm vua đó. Đúng với câu ông ba cho biết rằng tu hành không Phật thì tiên, không vương thì bá cũng quyền công khanh. Cho nên nếu như cái vị này mà tu một chút nữa đó, khi mà thành đạo Quang Đế thứ 8, tu một chút nữa người này là đắc đạo liền, thoát khỏi luân hồi. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới khẳng định với chúng ta rằng, thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời. Cho nên đó là cái yếu tố tiếp theo. Và yếu tố sau cùng muốn thoát luân hồi, yếu tố này ai cũng làm được. Yếu tố này được Đức Thầy diễn luận qua 10 câu giảng. Lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt diều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Rõ ràng đây là yếu tố và nói rõ là cuối cùng dễ thực hành. Và Đức Thầy khẳng định là chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Kính thưa đồng đạo, đây là yếu tố và nói rõ là cần thiết nhất của chúng ta. Vì vậy cho nên đây giờ này đồng đạo chúng ta phải ráng niệm Phật. Đức Thầy đã bảo lạ đảm chúng ta rồi, chỉ cần mình niệm Phật tinh chuyên, chỉ cần chúng ta niệm Phật trong tứ tướng quay nghi, ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng ngay ngồi chẳng chấp. Chỉ cần chúng ta niệm Phật đạt ở chỗ nhất tâm bất loạn, chỉ cần chúng ta niệm Phật đạt ở chỗ bản lai thanh tịnh,
thì thầy đã bảo đảm chúng ta rằng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Chẳng những con người niệm Phật thoát luân hồi, mà thầy đã khẳng định là dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh, tức là ngũ loài chúng sanh này, chẳng những con người mà ma, quỷ, súc sanh niệm Phật vẫn thoát luân hồi, huống hồ cho chúng ta. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên giờ này đồng đạo chúng ta rất là may mắn khi được Đức Thầy ra đời mở đạo. Ngoài việc dạy chúng ta sửa mình cúng lại ăn chay niệm Phật, bên cạnh đó một cái phương pháp ưu việt nhất là chúng ta phải trì câu lục tự. Kính thưa quý vị, thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp. Nếu như chúng ta tự tu tự đắc thì xin thưa là khó, rất khó. Cho nên Đức Thầy mới dựa vào căn cơ trình độ của chúng sanh trong thời này, Đức Thầy mới xác định là môn tịnh độ là phương cứu cánh ráng phụng hành kẻ phụ Phật xưa. Đức Thầy mới dạy là có người tu niệm đáng thương đi mới chỉ đường tịnh độ vãng sanh. Đức Thầy mới dạy là chữ lục tự trì tâm bất diễm thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Đức Thầy mới dạy lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời nó không hết. Như vậy thì toàn bộ sám thí Đức Thầy dàn trải rất là nhiều chỗ về pháp môn tịnh độ, với mục đích cứu cánh là gì? Giúp cho chúng ta thoát khỏi luân hồi. Kính thưa đồng đạo, vậy thì ngày giờ này tín đồ Đức Thầy, đồng đạo chúng ta mà có niệm Phật là chúng ta có thoát luân hồi. Chúng ta có niệm Phật là nhất định mình thoát luân hồi. Niệm Phật ít thì chúng ta hưởng quả vị thấp, niệm Phật trung trung thì mình hưởng cái quả vị trung trung, mà niệm Phật nhiều thì mình hưởng quả cao nữa quý vị ạ. Nói một cách dễ hiểu, chúng ta niệm Phật câu nào là mình hưởng câu đó. Giống như chúng ta trồng một cây lành vậy đó, niệm một tiếng hưởng một tiếng, hiện niệm một câu hưởng một câu, niệm 10 câu là hưởng 10 câu. Đời này là vậy đó. Bởi vì chúng ta niệm một câu Phật là chúng ta lìa đi một vọng niệm chúng sanh, mà niệm 10 câu Phật là chúng ta lìa đi 10 niệm chúng sanh, mà chúng ta niệm nhất tâm bất loạn thì chúng ta lìa tất cả vọng niệm chúng sanh. Mà thầy dạy rất rõ rồi, còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mà ám. Nên nay hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm chúng sanh, mà niệm niệm Phật thì lìa được tất cả vọng niệm chúng sanh cho đến khi nhất tâm bất loạn. Chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Thì khi đạt đến chỗ lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, thì đây là trạng thái chúng ta dứt nghiệp rồi. Và trạng thái này tất nhiên chúng ta sẽ thoát luân hồi. Tất nhiên chúng ta sẽ đạt ở chỗ chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì trở lại nói gọn lại, khi hiểu về luật, về nhân quả, về cái sự luân hồi, cho nên hôm nay muốn thoát luân hồi thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải cố gắng tin vào nhân quả, và yếu tố tiếp theo đồng đạo chúng ta phải tu hành, phải quy y. Tin nhân quả và quy y, đây là cái nhân. Và trong sự hành đạo, cái quan trọng nhất là chúng ta niệm Phật, làm lành và chúng ta giữ giới luật. Chỉ cần làm các điều này thôi thì tôi tin chắc rằng tất cả đồng đạo chúng ta sẽ được mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề đêm nay. Thì nói thật quý vị, thì giờ này chúng tôi cũng hết sức là mệt và cũng đã hết ý rồi trong cái sự trình bày. Thì như là nói đầu hồi nãy thì rõ ràng là chúng tôi đem hết cái sự hiểu của mình đó, đồng thời sự hiểu và luôn cả cái thể lực của mình để cố gắng nói cho lớn, trao truyền những cái ý của mình đến tất cả hội trường. Thì đến đây chúng tôi cũng làm xong nhiệm vụ. Thì trong quá trình trao đổi thì cũng không sao tránh khỏi những sơ sót. Rất mong quý vị công minh cao độ tổ thầy, quý đồng đạo chúng ta niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm chúng tôi. Thì trước khi được hỏi diễn đàn, chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn ban tổ chức có tổ chức buổi thuyết giảng, cho nên chúng ta mới có dịp để ở đây để tâm sự trong cái buổi tối ngày đại lễ khai đạo ngày 17 tháng 5 này. Và cảm ơn tất cả quý đồng đạo xa gần đã dành cái thời gian để nghe chúng tôi trình bày cũng trên dưới khoảng hơn một giờ đồng hồ.
Thì cuối cùng chúng tôi cũng xin nguyện cầu ơn trên, hồng ân Đức Phật Đức Thầy hộ trì cho tất cả chúng ta vững niềm tin Bồ Đề Tâm Dũng Mãnh, tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát. Nhất là hôm nay ngày lễ trọng của đạo, thì mỗi mùa lễ đạo đi qua, đồng đạo chúng ta đã già thêm một tuổi. Khi già thêm một tuổi rồi thì kinh nghiệm chúng ta cũng già hơn, và tin chắc rằng cái công quả cũng dày hơn. Và đặc biệt thì mỗi lần lễ đạo đi qua thì cái ngày thầy về cũng gần hơn. Cho nên trong khoảng thời gian đây đến ngày thầy về, mỗi đồng đạo chúng ta phải cần làm cái gì đó, cần phải trau sửa thế nào đó, để ngày thầy về chúng ta sẽ được Đức Thầy trao gửi chúng ta những cái điều vã vị giải thoát, để chúng ta thoát khỏi luân hồi. Và cuối cùng thì đồng đạo chúng ta tâm niệm lời Đức Thầy dạy, đó là tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì lý. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời ban tổ chức, xin cảm ơn phần trình bày rất là mạnh lạc với nhiều nội dung rất là sâu sắc của giáo lý viên. Kính mời quý vị ủng hộ khi một tràng vỗ tay nữa quý vị. Kính thưa cùng toàn thể chư quý vị, với một cái đề tài bốn thoát luân hồi thì chúng ta thấy rằng lão giáo lý viên đã đưa ra rất là nhiều cái phương pháp mà chúng tôi nhận thấy rằng trong đạo tràng chúng ta thì quý vị đã và đang thực hành các cái phương pháp này, phải không quý vị? Quý vị chúng ta đều đã có quy y theo giáo lý của Đức Thầy, đều tin lực nhân quả. Và chúng tôi nhận thấy là tất cả quý vị thì thường xuyên cũng làm lành, và đặc biệt là chúng ta đều hành trì vào pháp môn tịnh độ mà Đức Thầy đã cho biết là chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Do đó mà chúng ta tin tưởng rằng với tất cả những gì mà chúng ta hành đạo ngày hôm nay, thì tôi tin tưởng là toàn thể quý vị chúng ta đều có cơ hội thoát luân hồi. Quý vị có đồng ý như vậy không ạ? Và chúng tôi cũng mong mỏi là như thế. Và kính thưa chư quý vị, thì qua hơn một tiếng đồng hồ trình bày thì chúng tôi thấy rằng là giáo lý viên cũng đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức của mình trong sự nghiên cứu giáo lý của Đức Thầy đến toàn thể cho quý vị đồng đạo. Chúng tôi biết rằng trong những cái kỳ đại lễ như thế này thì giáo lý viên bận biểu rất là nhiều những cái đạo sự thuyết giảng ở nhiều nơi, nhưng mà cũng nhân chút thời gian cũng đồng trở về đây để truyền đạt một cái bài pháp rất là ý nghĩa. Thay lời ban tổ chức, một lần nữa xin gửi lời tri ân sâu sắc đến giáo lý viên và kính chúc cho ông có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều trí huệ để mà tiếp tục cái con đường phụng sự giáo lý của Đức Thầy cho đến ngày chung cuộc. Quý vị chúng ta ủng hộ khi một tràng vỗ tay đó quý vị.